Đằng sau động thái bất ngờ của Casillas, Iker Casillas đã xóa dòng trạng thái tự nhận mình là người đồng tính chỉ chưa đầy một giờ sau khi đăng tải thông điệp gây tranh cãi lên trang cá nhân. Truyền thông Tây Ban Nha đặt giả thiết cựu thủ môn Real Madrid chỉ muốn trêu đùa công chúng hoặc đang cố tạo ra một chiến dịch ủng hộ người đồng tính ở Tây Ban Nha. Các nguồn tin của AS cho biết tài khoản cá nhân của Casillas không bị hack. Việc cựu danh thủ người Tây Ban Nha đưa ra thông điệp "Tôi là gay" chỉ nhằm phản bác những tin đồn tình cảm từ truyền thông trong thời gian qua. Kể từ sau khi ly dị Sara Carbonero vào tháng 3 năm 2021, nhà vô địch World Cup 2010 liên tục được đồn đoán có mối quan hệ tình cảm với nhiều phụ nữ khác nhau. Thậm chí tuần trước, có tin Casillas hẹn hò với Shakira, bạn gái cũ của Gerard Pique. Điều này khiến Casillas tức giận và thông điệp anh viết trên trang cá nhân hôm 9 tháng 10 được cho là nhằm mục đích mỉa mai các tin đồn. Nghi vấn này có cơ sở khi ngay dưới bài đăng của Casillas, cựu danh thủ Caleb Pique cũng vào phụ họa. "Đã đến lúc kể cho họ về mối quan hệ của chúng ta", Iker, cựu đội trưởng Barcelona bình luận. Cả Pique và Casillas đều đã lập gia đình và có con. Pique cùng vợ hiện tại Vanessa Lorenzo sinh 2 con gái, trong khi Casillas cũng có 2 con trai với vợ cũ Carbonero. Marca đặt ra giả thiết tiết lộ của Casillas chỉ nhằm mục đích quảng bá cho một chiến dịch ủng hộ người đồng tính ở Tây Ban Nha trong thời gian tới. Trong quá khứ, những người nổi tiếng ở xứ bò tót thường đưa ra những thông điệp gây sốc, thường là giả, trên trang cá nhân để khơi mào sự chú ý từ công chúng.